Hello nha, xin chào bạn nha. Xin chào bạn đang theo kênh YouTube Sài Channel nha. Hôm nay đang tiến hành sửa chiếc quạt Senco bắt đầu vào mùa nóng rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề về sửa quạt, mình sẽ chia sẻ với bạn về sửa cái quạt này nhá. Quạt Senco. Đấy, mẫu này thì là mẫu phổ thông hiện nay rồi. Được nâng cấp thêm tính năng là điều khiển từ xa bạn nhé. Đây. Quạt của chị này là đang bị tình trạng là bật nó cắm vào là nó bốc khói. Đấy cái dòng đấy, đây là quạt Senco bạn nhá, cái mẫu này thì phổ thông thôi. Bây giờ sẽ tháo à, bởi vì lúc này cái chị này chị thông báo là cái quạt này nó bị cháy, tức là khói nó bốc ở đây ra. Đây nha, đây là phần ruột bên trong của chiếc quạt Senco này, quạt treo tường Senco, mẫu có điểm từ xa. Đây cho bạn xem cái model quạt nhé. Đấy, cái dòng quạt Senco này thì rất là nổi tiếng và phổ thông hiện nay. Đấy, nhiều hãng lắm. Thì và ta sẽ mở tiếp nhé, xem khung mặt trên. Bởi vì chị này bảo nó góp khói ở khu vực này. Thì với cái dòng quạt này mà sử dụng một thời gian sau thì cái bệnh nó là rất là bình thường mà. Có cả coil luôn này, rất là chuyên nghiệp. Đây các chế độ đây. Đây là hai dây túc lăng để riêng hết à. Đây là phần phía trên của chiếc quạt các bạn nhé. Đây các bạn xem này. Các bạn thấy nó đang hiện tượng gì không? Nó đang bị cháy ở cái khu vực lao và mít này. Lao mít còn hai thì không bị và swing thì không bị. Thì mình theo mình phán đoán thì cái bộ này khả năng là do chập ở cái phần trên này. Túc năng trên vấn đề rồi. Bộ này nếu như là với mức cơ bản mà nhẹ thì các bạn phải thay cái túc năng của nó, chế lại từ cái túc năng cơ sang túc năng điện sang thành túc năng cơ cắm. Bởi vì bộ này để trên cao chị này chị cũng chả bao giờ bật tắt nhiều cả. Thì lắp như thế là nhanh nhất và tiện. Tức là có cả quay và có thể giật tắt quay được thì là hay hơn. Một từ thứ hai là các bạn phải chế lại nhé. Tức là các bạn có thể dùng bộ điều khiển từ xa. Đây mình cho bạn xem bộ này. Đây các bạn nhé, mình sẽ sử dụng cái bộ này để tiến hành độ lại cho cái phỉ quạt này. Thì lắp rất là nhanh và dễ, thì các bạn có thể tự làm tại nhà. Bên trên cái vỉ này, vỉ này là vỉ của Suder. Đấy, bộ điều khiển quạt các bạn nhé. Bộ này hàng mới ra đấy, chạy rất là chất lượng và có nhiều tính năng. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái phím nó cơ bản y hệt như cái phím của bộ này, các bạn nhìn này. Để cho bạn xem này. Đây. Các bạn để sẽ thấy có cái phím này nhé, đây này. Bạn thấy không? 1 2 3 4 thì nó cũng ra chế độ y như vậy. 1 2 3 4. Đấy, ra 3 chế độ chạy và một túc năng. Thì bộ này nếu như một là chết cái khu này thì có thể sửa lại, hoặc là nếu như mà không muốn sửa thì có thể thay luôn cái này. Để tùy các bạn thì nó có thể thay cái vị khác. Đấy, những cái cách chính có thể xử lý được cái này, bởi vì bộ này là theo như mình nhìn đây là chưa cháy cầu chì, cầu chì vẫn còn nguyên. Mà tại sao lại cháy cái khu này nhỉ, vô lý nhỉ, cháy khét đen luôn bạn ạ. Cháy nhà đèn chút rồi mình quay quạt xem quay không nhỉ, cánh vẫn quay bình thường mà. Đảo đều, hơi hơi lạ cái này. Các bạn thấy không? Cánh quay bình thường nhé. Cánh quay bình thường, không bị rít. Cái chỗ này hơi lạ này, thế thì chắc khả năng phải tiến hành sửa cái mạch này cho chị này. Nhưng mà sửa mình sợ độ bền nó không cao, tốt nhất là thay luôn. Thay cái vỉ này và lắp cái vỉ này, ra ngoài mặt như này. Đấy. Đấy như thế này. Đấy thì bây giờ mình sẽ chia sẻ bạn về cái bộ này nhá. Tiến hành lắp ra ngoài, cho nó dễ vậy. Thì muốn lắp ra ngoài thì đầu tiên là sẽ phải khoan cái lỗ đó. Ở đây trên cái mặt này nha, ta sẽ khoan cái lỗ này, khoan một cái lỗ để cho luồn cái dây này, luồn dây này qua cái chỗ này. Đây các bạn nhé, cái mạch mình sẽ gắn vào đây này, các bạn nhìn này, gắn đúng vị trí này luôn này. Vị trí này là trong như cái chỗ này của nó là dễ lắp nhất rồi, và cái tầm nhìn của nó được nhiều nhất, thì các bạn gắn đây cho mình này. Gắn đây với các bạn muốn mà bắt nhạy hơn nữa thì cái mắt trên này này các bạn sẽ lắp xuống dưới này thì mắt bắt nhạy hơn, còn nếu không thì mắt để cố định trên này cũng được, không sao cả nhé. Tức là bộ này của nó nhìn này thôi mà bắt sóng khổng ngoại rất là nhạy. Bây giờ ta sẽ dùng keo dán nó lại chỗ này. Sau đó là lấy dây thít thít lại để cho cố định lại, không nó bị tuột ra. Đây là cái phần mặt sau khi lắp vào các bạn nhé. Sẽ như này này. Đây này. Đây nó sẽ đúng nhạy luôn này. Đây cái mặt nắp vào đây. Cái mặt này thật ra thì ít dùng lắm. Thành ra là cái lắp vào thôi. Chứ còn cái quan trọng nhất chính là cái đen đen này, các bạn nhìn thấy không? Đây này, này sẽ cái mắt nhận mình đã cho nó xuống dưới này, để tí nữa mình hàn nó vào cái chỗ trắng trắng này, để cái chỗ hoa hoa này thì chỗ nó sẽ bắt tín hiệu tốt hơn nhé. Đấy, có cái mặt hiển thị. Đấy, có nhiều xong phần khu trên rồi. Bây giờ đến phần tiếp theo nữa, để xử lý lúc là mình khoan nó hơi bị lệch. Nếu mà khoan chuẩn tí nữa thì đẹp lắm. Hơi bị lệch một chút. Các bạn lúc nãy nhìn nhanh lại tưởng chuẩn rồi, bắn lỗ cái bị lệch. Bây giờ đến phần tiếp theo là phần đấu dây các bạn nhé. Xong phần kết nối rồi này. Nó nắp mắt này, nắp mắt ngoài rồi này, mạch ở trong này. Kia vào đến phần đấu dây này, các bạn xin nhìn cái dây này. Nó có hai dây đầu vào là cái dây COM và dây AC này.
thì bạn sẽ thấy cái sĩ AC này, bạn nhìn này, AC và cái chân com ở đây đấu vào hai chân là từ hai chân đầu vào sẽ vào đây ngoài cùng, từ hai chân cốc nguồn này, bạn nhìn chân cốc nguồn này đấu ngoài vào ngoài cùng, còn cái chân bên này sẽ là chân com, chính cái dây dây đen này của cái bộ lên trên, và sau đó là bốn cái dây này đấu tiếp vào vị trí này. Thế thôi, gắn vào này xong rất là dễ và đơn giản, cực dễ làm luôn. Vậy ta sẽ tước dây ra xoắn lại cho nó bắt vào nhé. Đây các bạn xem nhé, đây là hai dây cấp từ nguồn vào này, từ hai vị trí ngoài ngoài cùng nhé. Đấy, mình sẽ để rất là mô phỏng chi tiết để cho các bạn cùng xem cách lắp như nào. Cái dây này các bạn muốn một thì có thể là khi tước ra xong các bạn sẽ lấy phần thiếc ấy, tráng qua thiếc cũng được. Nếu đấy cách nhất, cái thứ hai thì không cần thì có thể là tước cái dây xong và xoắn cái dây lại và nhét vào cũng được. Đấy là hai cách. Đây các bạn nhé, thì cái phần đấu thì rất là đơn giản thôi. Cái phần đầu vào ở đây là AC1, AC2. Cái dây đen là dây com. Còn ở đây là dây số nhanh, số chậm và số vừa. Và một cái dây nữa là dây quay của chức năng. Thế thôi, đơn giản chỉ như vậy. Ở cái bộ này nhé, thì tụ là được để trên nóc này. Đấy, tụ để trên nóc, thành ra các bạn sẽ yên tâm vấn đề về tụ nhé. Ở đây cái con tụ các bạn nhìn thấy ở cái mạch cũ của nó là cái phần tụ điều khiển. Tụ đầu đầu xung đầu vào. Đấy, thành ra tụ là mình bỏ nhé, không sử dụng đến. Ở đây có thêm một chức năng là có cả đèn luôn này, rất ghê luôn. Đèn này là cắm vào là sáng luôn. Đây các bạn nhìn thấy chức năng này. Đây nhá, hai mít lao này, quay và hai đầu dây vào. Tức là toàn bộ thông số sẽ giống hết cái bộ này. Đấy, xong rồi đấy, rất đơn giản luôn. Bộ này nếu các bạn mua về nhà tự làm thì mình tính ra các bạn làm chỉ mất tầm khoảng tầm 5 phút để chuyển một cái quạt thường sang cái quạt từ xa hoặc là cái quạt hỏng. Độ lại là xong, rất là nhanh nhé, dễ làm cực kỳ luôn. Bây giờ ta sẽ đóng lắp lại và cho nó chạy thử thôi. Đây các bạn nhá, đã tiến hành đóng lắp lại và cái máy này bỏ ra. Bây giờ ta sẽ đi hành cho quạt chạy thử nhá, cấp điện và chạy thử xem nhá. Đấy, sửa cho các bạn rất là nhanh. Các bạn mà xem video này thì tính ra làm chỉ mất tầm 5 phút là xong. Độ từ cái quạt thường sang quạt từ xa hoặc cái quạt hỏng đều làm được, chính các bạn này. Đấy, bỏ đi và sang đây. Cái này thì các bạn sẽ phải mua pin lắp vào nhá. Đây này, bỏ ra nhé, pin ở phía trong này. Đấy, nó cần phải có pin mới chạy. Một đôi pin 3 chữ A, pin 3 đấy là chạy đúng không?